Đây là cửa của hai ông cháu này các bác. Không biết là có bấy không nhỉ? Chắc là không 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 bấy đâu, cái này là cài thôi đấy. À, sợ là như kiểu cái bấy chim ấy thì là chết dở ấy. Và không sao đâu các bác, yên tâm ơi. Hôm trước nghe ông kể thì một lần là em Quyết là nằm mơ ấy thì là ngủ ở đây còn rơi xuống dưới gầm sàn luôn. Bây giờ cháu Khương sẽ vào thử xem là đấy sẽ vào được nhà luôn các bác ạ, rất là đơn giản. Cháu Khương xin chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Lời đầu tiên cho cháu Khương xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể quý cô bác, quý anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình các bác nhé. Hôm nay cháu Khương lại tiếp tục lên nhà hai ông cháu ở trên rừng ấy các bác. Hôm nay lên thì có em Quyền là Quyền Hiển TV ấy, đồng hành cùng cháu Khương với cả em Hiển nữa là lên thăm gia đình hai ông cháu. Hôm nay cháu Khương lên thì cũng có nhận được một món quà rất là lớn, đã nhờ cả anh em là đi cùng thì mới mang đến cái món quà này đến với gia đình hết đấy các bác. Đấy. Cháu Quyền xin gửi lời chào đến quý cô bác anh chị trên kênh Minh Khương TV. Cô bác ạ, hôm nay thì anh em cháu lại có phần quà rất là to lớn là bên kênh anh Khương nhận được. Gửi đến cho hoàn cảnh của hai ông cháu. Đấy, đồng hành với cả anh em cháu hôm nay là có cả bé Hiển cô bác ạ. Đấy, thực sự ra là hai ông cháu thì sống ở trong một cái ngôi nhà biệt lập tại khu rừng rất là rậm rạp. Đấy, đường đi lại thì như kiểu là cái lối đường mòn của con trâu đi ấy. Tại vì ở đây là chỉ có hai ông cháu đi thôi nên là đường ấy rất là rậm rạp. Nếu như những khu nào mà có nhiều bà con sinh sống mà đi lại nhiều ấy thì là con đường mòn cũng sẽ không bị rậm rạp như này. Và đặc biệt ở đây là có cái con vắt chuyên hút máu nhiều cực kỳ là sợ luôn các bác ạ. Đấy, hôm nay anh em cháu sẽ lấy quà vào cho ông, hai ông cháu, không biết là hai ông cháu có ở nhà hay không. Con chào các ông các bà. Thế bây giờ thì anh em mình sẽ đi xuống nhà hai ông cháu luôn nhỉ. Đấy, đồ thì hiện tại thì cũng đã mang đến gần nhà hai ông cháu rồi các bác. Đến đây thì xe đã không đi được nữa thì là anh em phải cho đổ xuống đây rồi là vác đi xuống nhà hai ông cháu các bác. Ôi, xi nhan rơi hết rồi. Ôi. Này, nó có cài mà. Xe để đây chắc không sợ đâu nhỉ? Xe để đây thôi. Ôi, nhiều đồ thế bác, kiểu gì được nhỉ? Chưa mua thịt à? Anh mua cho ông 2 cân thịt. À, nhiều đồ quá nhỉ. Hiền bắt cái nào Hiền? Em bắt bao này. Cái này nặng hết đấy. Đấy là mì tôm. Đâu xem nào. Này phải cho lên vai này. Ôi, có đi hết được không? Vẫn trứng nữa. Hiền cơm được trứng không? Đấy, và bây giờ thì cháu Khương xin mời tất cả quý cô bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương lên đi xuống nhà hai ông cháu các bác nhé. Đấy, đây là cung đường mà hiện tại cháu Khương đang đi lên chia sẻ gia đình của hai ông cháu. Đây là cung đường mà đi vào nhà của hai ông cháu ấy các bác. Hầu như là bà con ở đây là toàn ở trong rừng hết nhỉ? Bà đúng rồi. Đi sinh hoạt các thứ thì toàn là đi vào trong rừng để có những cái sinh hoạt hàng ngày ấy. Ví dụ như ở đây thì là rất là tha cho mà để mà kiếm được cái thức ăn như là rau cỏ ấy, toàn đi vào rừng lấy thôi. Với cả ở trên này thì thời tiết rất là lạnh nên là trồng những cây ăn quả ở đây với cả rau thì cũng không trồng được các bác ạ. Ở đây là xung quanh là ngôi nhà của ông thì toàn rừng già thôi các bác. Quanh năm chỉ có hai mùa ở đây, chỉ có mùa thu với mùa đông thôi em ạ. Đi để ý con vát nhá, con vát cắn chân là chảy máu nhanh lắm, ăn nhanh lắm. Hút một phát là nó bụng là nó tự rơi luôn đấy. Em Hiền có mệt không em Hiền ơi? Dạ có. Mệt thì có cần nghỉ không? Mệt thì nghỉ tí nhá. Đấy.
Ôi, đến đoạn này thì có phát thoáng hơn một chút này. Đường ở đây chắc là hai ông cháu là phát ra đường rồi. Hôm trước anh lên ấy cũng có gặp hai ông cháu là cũng đi phát đường với lại cuốc lại cái đường cho thoáng đi ấy. Hôm nay chắc là ông phát đến đây rồi. Cẩn thận nhá, ngã đấy nhá. Ôi trời. Có cá bé. Hôm trước anh đi cùng với Quyết ra tìm con cua ấy, thì có cá bé mà. Có cần nghỉ không? Chắc là không cần đâu. Nếu mà mệt quá thì nghỉ một lúc đã. À, cái đường thì ông cũng đã phát đến tận đây thật rồi các bác ạ. Đi rất là thoáng. Mà lần đi ấy, đường mà không phát thì rất là rậm đi, rất là nguy hiểm các bác ạ. Ở trong rừng già này thì là rất là nhiều rắn rết. Đấy, cái ao này nếu mà ở đây nước lạnh ấy mà nuôi cá tầm là hợp lý em nhỉ? Cá tầm là quá là hợp lý, nước lạnh mà. Vì cá tầm chỉ ưa nước lạnh thôi. Ở tít trên đỉnh đèo trên kia đấy thì họ cũng có là một mấy cái ao ở trên kia là họ nuôi cá tầm. À, khách du lịch đến ấy thì là cũng rất là nhiều khách đến đấy để dừng chân để thịt cá tầm để ăn đấy các bác. Hôm nay lên thì không biết là có gặp hai ông cháu ở nhà không các bác ạ. Thường ngày là hai ông cháu là những ngày mà đi lấy củi được về ấy, thì là hai ông cháu là mang đi xuống dưới kia để bán đấy các bác. Ui, cẩn thận nhá. Ôi trời. Ông ơi. Ông gì ơi. Ông gì ơi. Quyết ơi. Quyết ơi. Không có ai ở nhà các bác ạ. Gọi không thấy ai thưa luôn. Khả năng anh nghĩ là đi đi lên rừng hoặc là đi lấy củi rồi. Hôm nay là thứ 6 mà. Ừ, hôm nay thứ 6. Thứ 6 thì Quyết cũng ở nhà mà. Quyết chỉ học đến thứ 6 là được về nhà rồi mà. Ôi. Ôi. Hiện tại ông đã làm cái thang mới rồi các bác ạ. Thang mới rồi. Nhà mình bao nhiêu ấy. Thế là ông đã làm luôn cái thang mới. Để đồ đây đã. Cái thang này gọi là để cho anh mượn cái mic để anh review cái thang này cái. Ồ, cái thang này thì quá là đẹp luôn rồi. Cái thang là chà, ông không có tiền để ông đi mua đinh ấy các bác. Thế là ông lấy cái dây ở rừng về ông buộc thôi. Đây, đây là cái lạt nhỉ. Cái lạt để ông buộc lại đấy. Rồi anh em cháu vào nhiều quá hôm nọ dùng cái thang này này. Đấy, thang này thì là người đi quen thì đi được nhưng mà anh em cháu vào ấy không quen mấy là đi không quen, là đi hơi khó. Ông không nhà nhỉ? Ông không nhà sao lại vứt cả xoang chào ở ngoài này nhỉ? Không biết là hai ông cháu đi đâu nữa. Cô bác anh chị đang nhìn thấy đây là ngôi nhà của hai ông cháu tự sống trong một ngôi nhà biệt lập tại rừng. Mà hoàn cảnh của hai ông thì cực kỳ là khó khăn. Gạo thì chỉ đủ ăn là 6 tháng thôi. Trong cái 6 tháng đó thì là ông là phải đi đào sắn về trộn. Đấy, trộn với gạo để ăn thì mới đủ ăn 6 tháng. Nếu như mà không trộn với, không đi lên rừng để lấy sắn về trộn với gạo ăn ấy, thì là gạo chỉ đủ ăn là 3 tháng thôi. Đấy, là hết rồi. Như Quyết thì là không ăn được nguyên sắn. Còn gạo là ông có thể là để dành để trộn với sắn ăn hôm những ngày thứ bảy chủ nhật là em Quyết được về nhà là ăn cơm cùng ông là ông sẽ lấy trộn và nấu cơm lên ấy. Thì Quyết mới ăn được. Còn ngoài ra thì ông toàn là ăn sắn nhiều thôi. Ông ăn sắn quen rồi đúng không? Đúng rồi, ông tiết kiệm lắm. Tiết kiệm để làm sao để dành cho một đứa cháu. Đấy. Đây là cháu thì là cháu gọi ông ngoại. Tức nghĩa là bố với cả mẹ. Tức nghĩa là con gái của ông ấy là bỏ đi lấy chồng mới. Còn con rể thì cũng bỏ đi lấy vợ mới rồi không về. Bây giờ thì ông ngoại là nuôi cháu. Và người cháu này là ông ngoại này đã đi chuộc về. Do ông bà nội là bán đi. Đấy, người cháu này là đi chuộc về
và hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, nhưng mà ông đặc biệt ở đây là mặc dù là ở đây hoàn cảnh của ông ấy là ở trong rừng, nhưng mà anh em cháu vẫn cố gắng và làm sao để chia sẻ ấy, là do là ông rất là yêu thương cháu, người cháu duy nhất, và ông mặc dù đi xa để đi học ấy và hoàn cảnh khó khăn nhưng mà ông vẫn cố gắng để cho cháu đi học. Đấy, đây là một cái điều rất là tuyệt vời và một cái tấm gương đáng để cho tất cả nhiều người để học theo. Đấy, có nhiều bạn là bố mẹ gia đình, hoàn cảnh gia đình điều kiện rất là tốt. Đấy, có điều kiện để mà đi học nhưng mà lại không chịu đi học. Ở đây thì hoàn cảnh như nếu gặp tình trạng như hai ông cháu đây thì không biết là sẽ như thế nào. Ô, ở đây em thấy ông làm cái bẫy gì ấy. Đây này. Bẫy nào? Đây này. À, hơi nhờ. Cái này là bẫy chim à? Gì đây? Cái này không biết là bẫy gì đây. Em thử xem nào, bẫy kiểu gì đấy. À đây này, đây này, kéo cái này lên em. Đó. Đây này, đây này. Đây này. À. Kéo cái này lên. À. Bẫy chuột đúng không? Khả năng là bẫy chuột. Nhưng ông làm này... bẫy đồ rừng. À, cái này phải kéo dây. Kéo dây có nghĩa là đồ ăn để bẫy sẽ để vào cái cây này này. Cái này xong là kéo cái dây này vào đây. À. Đúng không? Đúng rồi. Thì là nó giấm con, ví dụ con vật là giấm vào đây này, nó sẽ sập xuống, sập như này luôn. Đó. À, cũng rất là giỏi. Là đây nhỉ? Là những cái đồ dạng như kiểu nguyên thủy ngày xưa, không có thức ăn ở ngoài chợ ấy, thì là sẽ lên trên rừng là dùng cái loại này ấy nhỉ. À để đây mà... đây đây, đằng sau này mới là đúng này. Cái này mới là cái dây của nó này. À. Đấy. Đây còn cái dây nữa. Căng phết nhỉ. Ui. Ui. Không biết bẫy kiểu gì nhỉ. Ôi, cái này không nên thử. Không biết là không nên dùng. Tí lại vào mặt đấy. Cũng rất là phục hai ông cháu các bác ạ. Ông thì năm nay cũng già rồi nên là cũng phải đi lên rừng để kiếm những cái nguồn thức ăn như là con thú rừng này, nào là rau rừng để về phục vụ cho những bữa cơm hàng ngày của hai ông cháu ấy. Đây là ông là lên trên rừng để hái rau dớn đi bán. Đúng để rồi. Có tiền mua quần áo cho cháu đi học. Ngoài ra lấy củi đi bán. Ở đây là đi rất là xa các bác ạ. Đấy. Ở đây là để mà đi tìm được hàng xóm là phải đi 4 cây số thì mới có hàng xóm. Chỉ có một ngôi nhà lẻ loi và độc lập. Đấy, tại khu rừng này và không có điện đóm gì cả. Điện thì là dùng cái điện nước. Đấy, cái nguồn nước điện máy bé. Hôm nay thì cũng có một món quà là cô có gửi đến là có cái đèn năng lượng mặt trời. Không biết là cái món quà đấy thì tí xem nếu mà to thì mình sẽ treo lên trên mái nhà kia để phơi. Đúng rồi. Phơi cho nó lúc mà nắng lên ấy thì sẽ tích điện và để thắp sáng cho ông. Sạc ở trên mái tấm lợp gỗ xi măng. Đây các bác ạ, sao ông đi lại để cầu thang của ông để như này được? Cái này nếu mà có kẻ trộm đến là bác thang như này là đi vào nhà được rồi các bác ạ. Đây, bây giờ cháu Khương sẽ lên thử nếu như có kẻ trộm đến là để như này là sẽ vào được nhà luôn các bác. Đây, cái trước mặt của cháu Khương bây giờ ở cháu đang đứng đây thì là một cái lỗ thủng rất là to các bác. Đây. Ông là ông có ổ khóa không? Không biết là khóa không, em đi lên xem nào, đi lên xem bên kia có khóa không. Ổ khóa, ông không có. Không nhà khóa. Ông là không có ổ khóa đâu. Chắc là chỉ có cài dây thôi. Cài dây thôi. Mà cái bóng điện ở ngoài ấy, các bác thấy là cái sáng sáng ở ngoài đỏ đỏ ấy. Ôi. là ông là dùng vẫn dùng cái bóng điện thời xưa. Đấy, ở đây nếu bây giờ mà ra các thành phố lớn thì ít ai dùng cái bóng điện này rồi. Em hiền đi xuống đi, nguy hiểm lắm. Đi xuống đi, đi xuống đi. Cẩn thận nhé. Đây nếu mà kẻ trộm đến nhà cái là chỉ cần bước qua đây là đến đi vào được nhà luôn này các bác. Bây giờ cháu Khương sẽ vào thử xem là. Đấy, sẽ vào được nhà luôn các bác ạ. Rất là đơn giản. Nên là... Ui, cái thang hỏng hết rồi. Ui, thang hỏng hết rồi. Thang rơi cây hết rồi. Ui dồi ôi. Bây giờ anh xuống kiểu gì? Ôi ôi, thang hỏng hết rồi này. Hiện, em cho cái em lên liền. Cho xuống đi xong sửa. À cái này bị đứt dây rồi. Có nghĩa là rằng hai thanh bên, hai bên ấy. Có cái dây để rằng với nhau thì bị đứt rồi. Ôi cẩn thận em. Mang xuống cái kia thì sửa đi. Còn bây giờ anh sẽ đi xuống đường này thôi.
ngôi nhà của ông là không có một cái vật gì giá trị cả. Nhìn xung quanh không giống như một cái ngôi nhà mà có người ở các bác. Tức nghĩa là ở dưới gầm sàn ấy, bình thường là bà con ở trên một cao này dù có nghèo đến mấy ấy, thì là vẫn sẽ có một cái con vật nuôi. Một là con lợn, hai là con dê, và hoặc là những cái con gà. Ở đây thì như anh em cháu vào không thấy một cái con vật gì cả. Trông giống luôn như một cái nhà hoang ở trên rừng luôn. Tài sản duy nhất của ông là có mỗi một con lợn thôi các bác ạ. Lúc đầu cháu Khương với cả em Trình lên thì cũng có một đợt là đi ghi hình của ông. Thì ông cũng có số điện thoại của các cháu ấy. Thì là hôm đấy là có ông là để lợn ở trong chuồng lợn này các bác. Không biết là do sổng chuồng hay là kẻ trộm nó đến nó lấy. Thì hôm đấy thì ông có gọi điện cho cháu Khương với cả em Trình. Là hai anh em có chạy từ trên huyện xuống đây để tìm con lợn đấy cho hai ông cháu các bác. Tìm thì đi tít đoạn ở trên kia kìa. Đi tìm được khoảng hơn 3 tiếng thì mới tìm được thấy con lợn của hai ông cháu ấy các bác. Bây giờ hôm nay lên thì lại không thấy con lợn của ông nữa rồi. Không biết là ông mang bán đi hay là mang đi đâu không biết các bác. Đấy, cái tài sản gia đình lớn nhất là có mỗi con lợn thôi. Không biết là anh em mình ở đây đợi ông đến bao giờ nhỉ? Chả biết là ông sắp về chưa? Nhưng mà bây giờ như này thì cũng rất là bất tiện nhỉ? Mình có nên vào nhà không nhỉ? Thôi bây giờ là như này em... Anh em mình chia nhau đi lên trên rừng để gọi ông xem là có gặp ông không? Có tìm thấy ông không? Mình đi chỗ nào cao cao đứng gọi. Chứ bây giờ đứng có khi ông lên rừng lấy củi đến tối mới về mình không đợi được. Đúng rồi. Ông là không có điện thoại đâu nhỉ? Ông là có một cái điện thoại là cục gạch. À. Có hôm thì có đợt thì gọi được, có đợt không gọi được. Mọi lần thì may mắn thì gọi được cho ông. Như hôm nay thì anh em mình lên thì gọi ông thì toàn thuê bao thôi. Thế thì bây giờ là anh em mình sẽ đi xem ông là ông đi đâu rồi nhá. Vâng. Đấy. Anh đi hướng này, em đi hướng này nhá. Ok. Thế anh em tách riêng ra để anh lên trên chỗ cao nhất. Hiền đi với anh Khương nhá. Đi, Hiền ơi đi theo lối này đi. Lên trên rừng là cẩn thận, nhiều vắt lắm ấy. Vắt ở đây thì là vô kể rồi. Quá là nhiều ấy. Cháu Khương cũng đã lên trên kia để tìm ông cũng không thấy rồi các bác ạ. Đến trên gọi cũng không thấy thưa ở đâu cả. Không biết là chỗ em Quyền đi tìm thì có thấy không. Cũng đi khá là dài rồi đấy. Đi vào tít rừng sâu trên kia thì địa hình ở trên kia thì cháu Khương không thuộc ấy. Thì cũng không dám lên các bác ạ. Rất là nguy hiểm ở trong rừng già như vậy. Ông gì ơi. Ông gì ơi. Ông gì ơi! Quyền ơi. Khương ơi! Em ra đây đi Quyền ơi, có thấy không? Có tìm thấy không? Ủa, không thấy à? Không thấy. Bọn em đi tìm tiếp trên này mệt thật rồi, không thấy. Chả biết là ông đi đâu rồi nhỉ? Sao tiếp bên kia tìm không thấy? Anh nghĩ là chắc là đi trên rừng già rồi. Bây giờ cái lối đi của ông thì hàng ngày anh em mình cũng theo thì là làm sao mà mình biết lối nào mà tìm. Bây giờ không còn phương án nào khác cả. Cây xả đấy. Đấy, lá xả, củ xả này thơm lắm. Nên lấy bây giờ anh em mình cứ lấy đồ lên trên nhà cất trước đi. Đúng rồi. Nhờ. Bây giờ nhà ông cũng không có ổ khóa cả. Mình cứ mở đi vào trong nhà đi. Để mang hết cái đồ này về nhà xong là mình ngồi nhà chờ một lúc nữa xem cái nào nhỉ. Đi lên nhà đi. Xem ở chân có con vát không Hiến? Tí con vát dính theo tận nhà đấy. Có vẻ ở đây còn ít hơn chú em Hiền nhỉ. Em Hiền là đi vào nhà cái là còn dính đường đi vào nhà ấy. Hiền đi lên đi. Xong là ở trên kia hướng là trên kia đỡ của anh. Ô cái thang này đi chắc nhỉ. Đi đầm phết đấy. Đi đầm. Đây. Hiền đây. Đây. Cái này nặng thế. Đỡ hộ anh Quyền đi. Ui. Cái này tí là phải buộc lại cho ông đi. À có hôm nay tí nữa sửa hộ ông cái nhỉ. Ui ôi. Rồi ôi vào chân vào chân. Chỗ này ông chưa có. Chắc là chưa buộc. Dây buộc.
Đây là cửa của hai ông cháu này các bác. Không biết là có bấy không nhỉ? Chắc là không bấy đâu, cái này là cài thôi. Sợ là như kiểu cái bấy chim ấy thì là chết dở ấy. Và không sao đâu các bác, yên tâm ơi. Sợ nhất là đang mở là trên kia sập xuống thì rất là dở hơi luôn ấy. Tại vì ông là không có chìa khóa hay gì ấy. Đi vào đi, lấy đồ về nhà đi. Ôi. À, em tẩu được đôi ủng đi an toàn nhỉ? Đôi ủng này đi hôi chân lắm. Hôi chân à? Nhưng mà đi ủng này là an toàn hơn. Đi lên rừng này thì nhiều vắt với cả nhiều rắn này. Thế đồ... Ở đây là ông dẫn nước lên tận nhà luôn này. Ở đây là không cần phải đi đâu để... lấy nước về sinh hoạt nữa. Cũng may là cái chỗ ông hiện tại ở là nhiều nước nhỉ. Đấy. Cái món nước này là không phải lo rồi. Ui. Là dẫn trên nguồn như kia về là có lấy được nước luôn các bác. Tiện nhất là nước. Em phải lấy cái gì, cái dầu gì rửa không? Chân em hôi, chân em hôi. Có xà kia đâu, sợ lắm. Lấy cái xà kia về để mà đun nước ngâm, có khả năng là em hết hôi chân đấy. Kiểm tra bát đi nha. Xong rồi tí nó cắn no, xong nó thử dụng luôn đấy. Chân của cháu Khương hiện tại bây giờ đi nhà em Hiển với lại hai ông cháu nhiều ấy thì chỗ nào cũng là vết cắn của con vát rồi các bác ạ. Đâu đâu cũng là vết cắn rồi. Đi vào nhà đi. Nhà của ông ấy thì là không có một cái vật gì giá trị cả. Ở trong nhà không có một cái gì. Ui dồi ôi, đây này. Sao lại để lụm nha lụm nhộm này. Đây các bác ạ, đây là chỗ ngủ của hai ông cháu ấy các bác. Hôm trước cháu lên với cả em Trình lên chia sẻ và ghi hình ông ấy thì cũng có một bác là gửi món quà đến với gia đình là nhờ em Trình là mua cho cái đệm đấy. Thì bây giờ hai ông là có đệm ngủ rồi, nhưng mà tuy rằng thì đằng sau ngôi nhà của ông thì bây giờ đã có lỗ thủng rất là to các bác ạ. Đây cái lỗ thủng này thì hôm trước nghe ông kể thì một lần là em Quyết là nằm mơ ấy thì là cháu Cương hôm nay có thu mua được ít mật ong của bà con ở trên rừng mang ra đây để cháu lại thu gom lại là phục vụ ở trên gian hàng nhỏ của cháu. Hôm nay thì đây là mật ong khoái các bác nhé. Mật ong này thì cháu sẽ cho vào đây dốc hết mật, xong là tách cho nước ra, cho mật rơi xuống hết ở đây là cháu sẽ đóng chai cho gửi cho các bác này. Hôm nay thì cũng được nhiều bác ủng hộ cháu, là cháu có thêm động lực để đi thu mua lại của bà con, chủ yếu là để mang bán hộ cho bà con nữa các bác ạ. Đây là mật ong khoái nguyên chất 100% các bác nhé. Nếu mà các bác mà từng dùng mật ong rồi thì các bác dùng mật ong của cháu thì các bác sẽ cảm nhận được cái vị đặc sánh của nó là nguyên chất 100%. Ở đây là không thể là không nuôi được các bác ạ. Ở đây là nó tự nhiên chứ không nuôi được. Cũng qua đây là gian hàng nhỏ nhỏ của cháu, mong là sẽ quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng nhỏ của cháu để cháu Khương có thêm động lực để đi mang những cái phần quà để đi cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này các bác nhé. Đây là đóng cái này là cháu đã đóng chai rồi thì là một chai như này là 1 lít các bác ạ. Xin chào các bác, hôm nay cháu là xin giới thiệu với tất cả quý các bác anh chị là cái gian hàng nho nhỏ của cháu hiện tại đang kinh doanh ở trên kênh. Cái sản phẩm mà hiện tại cháu Cương đang bán là có lụ hoa đu đủ đực này,
Đấy là cái này là chảo cơm đá phơi khô rồi là gói thành gói như này để nếu mà quý cô bác anh chị nào mà ủng hộ thì chảo cơm sẽ gửi một gói như thế này cho quý cô bác anh chị. Còn ngoài ra thì chảo cơm có hộ em Hiển này với lại em Quân, cái này là hạt ốc chó của em Quân là cháu cũng hộ em Quân bán luôn. Nếu mà được quý cô bác anh chị thì ủng hộ em Quân thì có thể là liên hệ với cháu Khương qua cái số điện thoại là 0862192188. Số đấy thì cháu Khương là dùng làm công việc của Khương với cả làm Zalo. Nếu quý cô bác anh chị nào mà dùng Zalo thì có thể là kết bạn và kết bạn Zalo với cháu Khương luôn. Đấy, ngoài ra thì còn có cả chè san tuyết ở trên Hà Giang này các bác. Chè san tuyết này là cây cổ thụ là hái những cái nụ ngon nhất để bà con mang đi sấy trong nhà máy khô, xong là mang về phơi, xong là gói thành một gói như này. Cháu là gom lại của bà con để hỗ trợ bà con là bán ở trên cây luôn. Thì cái số tiền được thì cháu cứ sẽ giả lại người dân cho người dân mà trồng được. Thứ nhất là hỗ trợ được người dân có cái nguồn thu nhập với các bác. Đấy, ngoài ra thì cháu Khương còn có một cái sản phẩm đặc biệt nữa là của em Hiển các bác. Hiện nay thì em Hiển cũng đã có một cái dòng sản phẩm của riêng em Hiển rồi. Trước đây thì em Hiển có đi lấy củi thì cháu Khương cũng có dặn em Hiển là chặt những cái quả chuối hộp này mang về phơi khô. Và hiện tại thì em Hiển cũng đã phơi được một chút ít rồi. Thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ em Hiển để em Hiền có được một cái nguồn thu nhập cho em Hiền để em Hiền đỡ phải đi lấy củi nữa các bác. Thực sự em Hiền có một bó củi vác đi tận xá bán mới có được 7.000 thôi. Đấy, qua đây thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương cũng như là em Hiền, em Quân các bác nhé. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục theo dõi video ạ. Ngủ ở đây còn rơi xuống dưới gầm sàn luôn các bác ạ. Đấy, may mà không ở đầu của em Quyết là không dính vào cái hòn đá ở dưới kia kìa. Để mà rơi xuống mà đầu mà cắm với cái hòn đá dưới kia thì rất là nguy hiểm đấy các bác. Trời ơi. Đấy, hôm nay cháu Khương lên thì cũng có mua thêm mấy cái chăn cho ông đáp đấy các bác. Không thì hai ông cháu chỉ có đáp một cái chăn này này. Cái chăn này cũng đã thủng hết rồi các bác ạ. Đây. Chăn rất là chăn này thì cầm gì có độ ấm được các bác. Quá khổ cho hai ông cháu. Khi mà các cháu lên đây chia sẻ thì cũng có rất là trên vùng cao ấy, có rất là nhiều hoàn cảnh rất là éo le các bác ạ, còn rất là thiếu thốn. Trời. Nhiều chưa nấu cơm sao ấy? À, đây có một nồi cơm đã nấu sẵn rồi. À. Đây là ông nấu một nồi là ăn được cả ngày. Yeah. Đúng rồi. Không biết là ông bao giờ mới về nữa. Thôi bỏ cái túi này ra đó, nặng quá. Ông chắc là khả năng là đi xa rồi. Thường thường là ra là cũng ít gặp hai ông cháu lắm, toàn phải đi tìm thôi. Có hôm thì đi đào sắn, có hôm thì đi lên rừng lấy củi. Hôm nay không biết là ông đi đâu nữa, gọi còn thì thuê bao không gọi được. Có hôm thì về thì vừa gặp đắn mâm ăn cơm. Có hôm anh em mình lên nhỉ, gặp hai ông cháu cũng ăn cơm với ớt không. Cũng rất là tội nghiệp. Đấy, cái ngôi nhà của ông thì hiện tại cũng rất là sập sệ rồi các bác. Xung quanh ngôi nhà của ông thì làm bằng những cái tấm cây vầu này. Bây giờ nó thủng hết rồi. Đấy, gió lùa ở khu tất cả bốn xung quanh là lùa khu nào vào cũng được các bác. Rất là lạnh. Nên là cũng là quyết là rơi từ đây xuống à? Rơi ở đây xuống này này, rơi xuống này. Nằm mơ hay nằm mơ như nào ấy, rơi xuống dưới kia kìa. May mà không đầu không chạm vào cái không vào cái hòn đá dưới kia kìa. Nếu mà vào hòn đá dưới kia thì là khả năng là nguy hiểm rồi. Đây này, các bác có thể quan sát thấy cái chỗ ngủ hiện tại của ông là làm bằng mấy cái tấm ván như này, là đóng đinh này các bác. Theo tôi chỉ cần gió to là rơi. Đúng rồi, biết đúng rồi. Thế là ông làm cửa từ đây xuống? Không phải đâu em ạ, cái này là ông là tre đấy. À. Này thì cháu Khương cũng đã mua đinh rồi. Đến đây rồi tí hoặc là mai thì cháu Khương sẽ giúp ông là đóng chỗ ngủ này cho ông này. Chứ không để như này thì đêm hôm ngủ về gió to là cái này rơi vào đầu cũng có được các bác ạ. Ôi giời ơi.
Đấy, hôm trước anh em lên thì cũng có mua cho ông cái thùng này nữa này. Thùng này thùng đựng gạo. Gạo hôm nọ em mua lên đấy. À em mua lên à. Đấy, hôm nay thì có bác cũng dặn anh là mua thêm cái thùng này để chứa nước ở dưới kia ấy. Ui, cái này là bàn thờ tổ tiên của gia đình này các bác. Đấy. Trời ơi. Đây, như các bác quan sát thấy thì ở đây có gia đình cũng có lấy một cây vầu để chống rồi các bác ạ. Nếu như mà không chống cây này thì có thể là gió to về thì có thể là nhà đang bị đổ ra đằng sau ấy các bác. Rất là nguy hiểm, cũng khác gì nhà em Hiền. Nhà em Hiền thì bé hơn nhưng mà có vẻ là chắc chắn hơn cái nhà này một tí này. Nhà này để bây giờ mà để bỏ cái cây này ra là đổ luôn đấy các bác. Thì nhà nó cao hơn ấy, thì làm bằng cây gỗ này thì rất là nguy hiểm. Ôi. Đấy, trong khi lúc cháu Khương đang chờ đợi ông với là Quyết chưa về ấy, thì cháu Khương sẽ giúp ông là sửa cái chỗ cầu thang này một tí các bác ạ. Lúc nãy cháu Khương lên thì tí nữa là bị dính cái chỗ này rồi, đã bị rơi xuống cái kia rồi các bác ạ. Em đưa dây này. Dây đấy không chắc đâu, em lấy cái dây lạt kia kìa. Đấy, lấy cái dây lạt như của ông này này, buộc vào. Chẻ cái này ra để buộc. Em biết dùng cái này không? Dạ, em chưa. Chưa dùng à? Đi lấy củi suốt mà không biết à? Em có lấy cái này buộc đâu. Toàn những cái khác thôi. Đây, khi nào mà buộc củi lấy cái này bổ cái cây này, này ra này làm lạt đấy, buộc sướng lắm. Đấy, những cái công việc như này thì cháu Khương ngày xưa thì cũng có thường xuyên làm ấy các bác. Bây giờ thì làm cũng hơi lỡ tay rồi vì lâu không dùng đến đấy các bác. Rất là dễ tách vỏ này các bác ạ. Hai dây mà, hai bên mà. Hiện nay mà em Quyết mà không để ý là giẫm vài cái bậc cái kia là rơi xuống luôn đấy. Đấy, đi, đủ hai dây được rồi. Có vẻ là không cân đối lắm nhỉ. Mày buộc như thế này đúng rồi. Buộc sai. Buộc kiểu gì được nhỉ? À đây rồi. Buộc kiểu này nó đúng kiểu của nó. Buộc dây này chỉ được một thời gian thôi các bác ạ. Tới nữa, mấy hôm nữa thì cháu Khương sẽ mua thêm mấy cái đinh 10 hoặc đinh 15 về đóng cho các bác. Để như này thì cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Khi mà cái dây của cái dây lạt này bị khô đi thì là sẽ không chắc nữa. À, cái thang của ông là ở cái cây này này, cái cây chính của nó đây là làm bằng cây mượn tang các bác, rất là thơm. Cây mượn tang ở trên này rất là nhiều các bác ạ. Cái này để mà những cái cây nhỏ mà để lại quấn đấy, cái như là lòng lợn này, lòng dê này, để mà nướng lên ấy rất là thơm các bác.
Đấy, bây giờ có vẻ chắc chắn hơn rồi. Chắc hơn nhiều các bạn. Đây là cây mận tang này rất là thơm này. Thơm lắm. Thơm như kiểu là, đây là quả gì nhỉ? Giống như quả gì ở dưới xuôi ấy. Bây giờ cháu Khương cũng quên tên rồi, không hình dung được. Không biết là ông bao giờ mới về nữa các bác ạ. Hôm nay lên là cũng muốn là giúp ông sửa sang những cái chỗ nào mà còn không chắc ấy, thì là cháu Khương sẽ cùng ông để làm, nhưng mà ông chưa về. Bây giờ hiện tại thì để mà tự ý mà làm ấy thì là sợ tí ông về ông lại nói thì cháu Khương không dám sửa, phải đợi ông thêm một lúc nữa. Để ông về thì cháu sẽ cùng hai ông cháu sẽ đi sửa những cái khu ngủ ở bên kia các bác. Mấy cái tấm ván hiện tại mà chỗ ngủ của ông cũng đã sắp rơi xuống rồi, thì là phải đợi ông về để cháu Khương sẽ cùng ông đóng đinh lại mấy cái tấm ván đấy. Tấm ván đấy thì bắt buộc phải có đinh, thì cháu Khương cũng đã mua đinh lên rồi. Thì chưa còn phải đợi ông lên thì cháu Khương mới dám làm ấy các bác. Còn bây giờ thì cháu Khương sẽ tiếp tục là chờ đợi thêm một lúc nữa. Và bây giờ thì cháu cũng xin phép là khép lại video tại đây. Cuối video thì cháu Khương xin gửi lời chúc, lời chào tới toàn thể quý cô bác, anh chị luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn tin tưởng cháu Khương và đồng hành cùng cháu Khương để trao tặng những cái món quà đến với tất cả quý cô, với tất cả những cái mệnh đời thiếu may mắn ở trên vùng cao này các bác nhé. Và bây giờ thì cháu xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong thước phim tiếp theo. Xin chào các bác. Con chào các ông các bạn.